Video này chỉ mang tính chất vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng, không cổ suý hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá hầm bí mật của Simi để coi coi là nó có bí mật gì nha. Ê, ê, cái gì sao mày, ôi, ôi, ok, ủa cá bùi. Ồ, tại sao mọi người đâu ca đây vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa bà ở đâu là đâu? Bây giờ là ai à? Chị đang đi mai, chị cách ở đây cả nghìn dặm nhưng rồi chị nghe thấy cái gì đó hầm bí mật nên là chị phải tốc biến một phát đi về đây để đi khám phá cùng em. Ủa còn Phong thì sao? Tự nhiên sao Phong ở đây vậy? Ơi, mình ấy, mình đang tính ăn trộm bánh của Simi mà mình nghe gì hầm bí mật mình chạy vô nè, nãy đang ăn trộm bánh ngoài đây. Ủa vậy còn Sam thì sao? Chị nghe người thì mùi bất bình chạy vô thì hóa ra cưng đang giấu bí mật, nó chỉ là hầm bí mật thì chị bất hiểu là tới đây chứ sao vậy? Trời đất ơi, còn Sim nè, Sim là chắc chắn là tự nhiên nó thấy mọi người khám phá hầm bí mật của mình, cái giờ Sim kêu. Ủa gì vậy? Trời ơi, chỉ sao vậy, hầm bí mật của tôi xong lại khám phá hả? Đó là hầm bí mật của tôi mà. Trời ơi, cay định khám phá một mình thôi nhưng mà tự nhiên cái dâu gai giờ có tất cả mọi người ở đây luôn rồi. Vậy thôi giờ mình khám phá chung rồi, biết sao giờ. Thôi được rồi, đi. Đi đó mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá coi hầm bí mật. Đây ngay chỗ này nè bạn ơi, vô đây. Vô đi đâu rồi? À! Trời ơi, nhảy xuống. Rồi, ok, đi thôi. Trời ơi, thì ra bên dưới đây là hầm bí mật của Simi các bạn ơi. Trời ơi, Sim để camera gì ngay đây rồi, đường đi quá trời cho Sim. Wow. Sao nữa? À, bí mật của tôi mà, tôi phải để cái này chứ. Chắc chắn là bên dưới này là dấu vàng hay gì nè. Ở đây còn có điện thoại nữa, trời ơi, Sim giấu gì dưới đây hả Sim? Cái này, từ, giờ mọi người bình tĩnh. Cái này tôi nghi nha. Bình thường á, chỉ có một mình Sim đi thì Sim cần điện thoại làm cái gì? Chắc chắn đây là cái nơi mà hầm tình báo nè, tình báo quân sự gì đấy là Sim. Ui, cuộc em làm cho ai? Em căng thẳng nó vậy luôn á chị. Trời ơi, oh my god. Đó gì đó nha. Mình cũng không nãy nào một nhóm YouTuber mới tên là nhóm Simi đúng không? Mình cũng không thể nào ngờ được là bên dưới cái gaming house hay là bên dưới cả cái làng có nguyên một cái căn hầm bí mật to như này luôn á. Ồ mày co. Ủa, có cái chỗ gì đây? Trời ơi, còn có tia laser nữa Sim. Qua, cẩn thận thôi. Đi qua thôi nào. Oh my god, ở trong đây là mình thấy có cái căn phòng đầu tiên rồi nè Sim ơi. Rốt cuộc là Sim giấu cái gì trong đây hả? Sim giấu cái gì đây? Có cái gì đâu, trời ơi, nói chung là tôi không có gì hết trơn, mọi người cũng đừng đi đâu. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở coi cái căn phòng này của Simi là Simi đang giấu gì nha. Mình nghi lắm rồi đó. Bây giờ chúng mày đó. Rồi, Simi làm gián điệp thì mọi người không tin chứ bình thường có ai đi làm một cái như thế này đâu. Không có hết trơn á, đâu cần mấy cái chìa khóa này, mấy số ký tự. Thôi bà nói nhiều quá, để ta vô ta coi đi. Thôi đi vô rồi nào. Wow, phòng này của Sim toàn đồ quá trời. Hầm đồ đó mà. Ủa đây hầm đồ đó mà, có gì đâu bất ngờ trời. Ồ mà là đồ này xấu vậy Sim. Trời ơi, vô gieo quá à, đồ người ta siêu tập thì người ta để gì thôi. Trời ơi. À thì ra đây. Mà Sam. Đây là cái hầm đồ này, đem mình đi ra thử. Ờ xấu thật mà, nhưng mà không sao, mình mặc đồ đẹp đẹp. Lấy đồ mặc mọi người, lấy đồ mặc. Wow. Sim ơi, Sim thấy mọi người mặc đồ đẹp không? Đó, mọi người đang mặc đồ rất là xinh gái luôn nè, hợp lý không? Được chưa? Trời ơi, giống quái vật luôn chứ sao cái gì trời. Đúng rồi, trong đây có mỗi bình cây là quái vật à. Cái gì? Bạn dám bảo mình là quái vật? Trời ơi. Ok, ủa? Trời ơi, mình tưởng đó là căn hầm này của Simi là nó có gì gây cấn đó các bạn. Nhưng mà hiện ra đây chỉ là căn hầm đồ thôi, không biết hết. Cái ơi. Gì vậy? Con người nhút hụt. Chém Phong giúp chị với. Đi ra coi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Em sợ. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong nè. Rồi, đó. Wow, ở bên đây của chúng ta là có hai căn hầm bí mật luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khám phá cái căn hầm bên trái nữa nha. Em nghĩ là trời. Thôi giờ mình vô thử đi, ok. Bây giờ bên trái của chúng ta đó chính là cái căn hầm này nè. Đồ ăn đó, thì sao lẹp. Wow, trời các bạn ơi, thì ra đây chính là căn hầm bí mật của nhân vật Simi từ 2014 tới 2023. Wow. Ôi, nhiều dữ vậy. Nhiều dữ vậy, trời. Tôi đố ai có thể đọc tên được tất cả những nhân vật Simi này. À, được. Dễ ẹt chứ, bây giờ chị để em đọc nè. Đây, đầu tiên là Simi đám cưới nè, Simi SE nè, Simi kim cương nè, Simi khứa xanh nè. Simi đẹp trai nè, Simi ăn đồ nè, Simi nhớ phải diễn nè, Simi là
gì ta, hacker nè. Glit 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 glit. Ủa sao sao có đá phong? Đây là simi bình thường. Cái này là bài simi bình thường đó. Còn ủa, đây là simi gì ta? Đây là gì? Simi mùa hè. À. Còn đây là gì ta? Simi nhà nghèo nè. Ở đâu simi nớt, simi ngu ngốc đấy. Mọt sách. Còn đây là simi ta nốt. Simi đồ chơi nè. Rồi đây là simi gì đây? Ủa cái simi này là gì vậy? Macaron. Nó nhìn là biết rồi. Không biết luôn trời. Simi màu đỏ. Ui trời ơi chị ơi, em giới thiệu cho chị coi. Đây là simi gọi là đời đầu tiên của em. Đó là nhân vật skin đầu tiên của em. Wow, trời ơi. Các bạn ơi, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là phiên bản Simi thời đầu tiên của Simi mới làm YouTube luôn nè. Nếu mà bạn nào mà nhớ cái skin này của Simi á thì đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết nha. Còn làm gì không? Đang nói chuyện mẹ ơi. Thì cái vụ đó sao? Đó. Sáng nay mình ăn hủ tiếu á. Bạn ăn ăn xong rồi mình bị đau bụng, xong rồi mình ôm nhà vệ sinh cả ngày đúng không? Trời ơi tà lao quá. Tiếp theo coi, Simi này là tôi nhớ là Simi gì ta, giang hồ ở trong cái bộ phim 100 ngày zombie nè. Đó, có. Simi giang re re, Simi nhà tù. Điện thoại. Simi hải tặc. Còn đây là Simi học sinh nè. Simi gì? Ê Simi là American nè các bạn. Cách tình nè. Simi Avenger. Simi hút nè. Ủa còn cái này là gì? Em đang tôi để chị đoán. Bên này là Simi Conan đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Conan. Còn bên này là cái nhớ bên này không? Bên này đúng không? Tôi nhớ. Trời ơi. Đây là Simi phiên bản 100 ngày zombie. Trời ơi. Bên này ơi, bên này lạ quá, Kai cũng không biết luôn á. Bên này là gì? Shizuka. Ủa đây là gì vậy? Cái này là ký ức của Kai, ký ức của em đâu. Cái này của Kai. Không nhớ thiệt. Trời ơi, Kai ơi, Simi nào chợ. Simi nào chợ. Đây. Từ từ, cho mọi người biết. Đố mọi người cái bộ đồ này là bộ đồ gì? Thể dục. Khó nghĩ quá ta. Không ai biết đúng không? Vậy thì xin giới thiệu với mọi người, skin này đó chính là cái bộ đồ mà Simi mặc ở trong MV Lỡ Yêu Em Rồi của em đó. Đúng rồi. Nhớ kỹ là đi, đúng chưa? Okay, chuẩn chưa? Bạn nào đó bây giờ bạn editor hãy để cái hình là bộ đồ của Simi trong MV Lỡ Yêu Em Rồi lên nè. Đó y chang luôn nè, chuẩn mà. Tôi nhớ. Rồi đây chính là Simi thiên số em đây. Còn cái này là gì đây? Simi em bé nè. Simi Nhật Bản. Simi 60 tuổi nè Sim. Đây là Sim luôn hả? Chị cứ tưởng là bà của Sim chứ. Đó, không chị. Đây là Simi 60 tuổi đó. Còn cái này là cái gì ta? Cái này là mình cũng không nhớ lắm nữa. Không biết cái này là cái gì. Công chúa. Ồ, công chúa hả? Còn này là giáo viên nè đúng không? Cái này là giáo viên nè. Đúng rồi. Simi Robot. Wow. Đẹp đó. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Còn đây là Simi búp bê bị bỏ rơi nè. Còn đây là Simi người sói nè. Người đó. Sói. Còn bên này. Bên này là gì? Bên này là gì? Bên này là gì? Simi phiên bản gọi là gì ta? Phiên bản con trai nhưng mà chưa tới. Phiên bản con trai. Ok. Còn đây là Simi chậm trường. Chị đại chậm trường. Còn cái màu xanh này là gì vậy? Simi miếng tố nước. Miếng tố nước. Còn đây là Simi nhà nghèo nè. Bên đây là Simi nhà nghèo nè. Bên đây là... Ủa nhưng mà Simi. Em thấy cái gì thiếu không? Tại sao nước mà không có cái tay cấu tuyết vậy? Trời, tay là thiếu nha, thiếu nha. Chị kệ người ta đi, trời ơi cái skin ta vậy mà. Simi chữ sinh thành nữ phản diện chú hề. Nữ phản diện chú hề. Còn cái này là gì vậy? Còn cái cuối cùng luôn nè, cái cuối cùng của chúng ta. Simi tiểu thư. Wow, các bạn thấy không? Đây á, là hầu như là tất cả những nhân vật của Simi từ 2014 đến bây giờ luôn á. Bạn nào mà đoán tên được á, bao nhiêu nhân vật thì các bạn đừng quên bình luận bên dưới, mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn luôn nha. Ok, bây giờ chúng ta đến với căn hầm tiếp theo nè mọi người ơi. Căn hầm ở đây nè, đi qua đây, qua đây. Từ 2014. Ủa sao biết hay vậy? Ủa đúng thiệt mà. Cái hầm của Simi lần này để em đoán đi, bởi vì là Kai đoán em rồi, về để em đoán nha. Ok,
thôi thôi bây giờ là để cho Simi đếm một hàng, Phong Cận đóng một hàng, Camui một hàng, Sammy một hàng, ok. Rồi đây hàng đầu tiên ở đây nè, hàng đầu tiên ở đây nè, Simi đếm ở đây nè. Ok, đây đúng không? Rồi ok, đó cái như nhờ học sinh nè. Ok, cái này là cây ron đôi mắt gì đó, nói chung là về đôi mắt đúng không? Đôi mắt 50%. À, đúng, ok. Cái này là cây ron ung dưa. Trời. Ok. Rồi, ủa, đây là cây hả? Không biết. Lớp nhỏ mày ơi. Ok, đây là cây lớp nhỏ, đây là cây lớp nhỏ. Cây nhỏ mặc cái gì vậy? Cái tử nè. Ôi trời ơi, nhìn tôi. Còn đây là cây ron hồn ma hoặc là zombie, mình nhớ vậy, đúng không? Đúng, đây là cây ron zombie, đây là cây zombie, ok. Còn đây là cây ron trong series 100 ngày zombie. Chuẩn luôn, quá chuẩn, quá chuẩn. Cây ron đám cưới nè, cây ron 6 muối nè, cây ron Conan nè, cái đó thiên sứ. Đúng rồi, đây là cái đó thời thiên sứ đó chị. Trời ơi, tôi nghe thằng thiên sứ mà. Trời ơi, ok. Bây giờ hàng đầu tiên là Simi đã đoán chuẩn rồi nè. Bây giờ hàng tiếp theo là để cho anh Phong Cận tư duy đây. Đó, Phong Cận tư duy đấy cho nó. Em không biết gì mà anh Phong Cận à. À, cái đó nè, cái đó bánh bèo. À, đúng, chuẩn. Bánh bèo kẹo ngọt. Đây là... Okay. Bên này là cây ron series zombie của Phong Cận. Đúng, chính xác luôn. Chuẩn. Bên đây là cây ron gì nhìn giống ác quỷ. Giống ác quỷ gì? Cây ron này đó chính là phiên bản cây ron địa ngục các bạn ơi. Đó, nói chung là của ác quỷ cũng gần giống vậy. Đây là cây ron Toy Story hả? Đúng, chuẩn chính xác luôn. Bên này là cây ron chú hời dốc cơ. No, sai rồi bạn ơi. Đây là cây ron. Cái này nhìn lạ lắm. Không, cây ron này là cây ron SE nhưng mà nó chỉ từng xuất hiện trong một video của em thôi à. Dạ. Cây ron Đức Vua nè. Không, hoàng tử bạn, cái này hoàng tử mà. Hoàng tử, hoàng tử. Cái ron bên này là cây ron Đức Vua nè. Đó, đúng. Cây ron nè, cây ron học sinh. Cây ron kim cương, cái đợi, cái này cây ron kim cương. Rồi, còn cái này. Cái này là cây ron ca sĩ nè. Rồi, chuẩn. Idol. Cái này là cây ron làm lính nè, còn bên này. Ôi xôi, xăm chỗ luôn, ghê vậy. Ghê. Cây ron đồ, cây ron giang hồ. Không, cái này là cây ron quản gia nha các bạn ơi. Đây chính là skin cây ron quản gia. Đấy, ok, Phong Cận là đáng cũng được gần hết rồi đó. Tới Camui đi, Camui bên đây nè. Thì gần như một nửa skin ở đây có sự, tức là mình vẽ một nửa skin ở đây luôn á. Có một nửa skin mình vẽ hết luôn á. Gần như tất cả skin này là do mình vẽ là cũng đúng nha. cũng đúng. Nhưng rồi ok, tới Sammy đây, đoán hàng này đây. Hàng này đúng không? Yep. Đây là skin bắt nạt cây ron chùm trừ bắt nạt bắt nạt thôi. Cái đúng rồi, bắt nạt. Đúng rồi. Bên này là học sinh nghèo nè. Chuẩn lên, quá chuẩn. Bên này là cây ron nghèo nè. Đây cây ron nghèo nè. Bên này là cây như tố lửa nè. Đó. À đúng rồi, hợp lý. Sai rồi. Đúng rồi. Cây ron thiên cá. Không bạn ơi, đây là cây ron người nguyên tố lửa, Nè không thấy lửa hả? Là mày đéo ai đó. Ấy à. Mệt ghê luôn à. Người ta nói đúng rồi vậy coi. Còn cái này là tôi biết chắc chắn biết xong rồi, skin này tôi làm. Trời ơi, đúng rồi. Skin này là Sammy làm cho mình. Đúng rồi, cái này là gì đó, hoàng tử lửa các bạn ạ. Đó, từng hoàng tử lửa từng tỏ tình với mình nhưng mà tôi chơi. Đó, tôi nhớ luôn cơ. Đó, tôi rồi, nhớ. Rồi, bên đây nè. Cái này là cái ông mình, là cái ông mà phải bản diện trong cái phim Sonic, đúng không? Không. Đây là cây con tiến sĩ. Ok. Đây là cây con gái nè. Đúng, chính xác. Còn đây là cây ron người sói siêu ngầu. Đúng vậy, quá chuẩn luôn. Sammy cũng đã đoán được các bạn ơi. Wow. Còn cái hàng cuối cùng nè các bạn, em để cái hàng cuối cùng như vậy nè. Đây đầu tiên này, đây là xuất hiện trong tập cuối của 100 sinh tồn Ben Zero này đó. Đấy, chuẩn. Đây à. Còn tiếp theo cái này cây ron đời đầu nhá. Ôi giời, cây ron áo cặp của mấy nhà Simi. Đây là một cái skin cặp với Simi đời đầu. Nhưng mà skin này lâu lắm rồi. Mình nghĩ là có nhiều bạn còn không nhớ luôn á. Rồi, skin tiếp theo. Đây là cây ron học đường anh Đại này. Bây giờ là chị Đại ở trùm trường, cây ron trùm trường à? Ừ, cũng đúng, cũng hợp lý. Đúng, nó phải đúng. Còn đây là cây ron nghèo bị bắt lạt này. Đúng, cũng hợp lý luôn. Rồi, đây. Còn bên này là chị nhìn mà chị không biết luôn hả? Trời ơi, em thất vọng quá. Trời ơi, có ai đấy được không? Em biết, thực ra đây skin em vẽ mà em biết mà. Cái này
này nó trong một cái series gọi là gì ta, mọc sắt và trùng trường của em nhớ vậy. Ủa có đâu, đây là Skyron với các em à? Ủa hả, trời ơi, người ta đến đây rồi, không mới nói Skyron với các em luôn, chuẩn quá, trời ơi Phong nhớ luôn, trời ơi mình nhớ rồi, trời ơi hay quá. Đây là Chiron ác quỷ địa ngục này. Dạ, trời, rồi cái skin này mới đặc biệt nè. Đây là cái Chiron ngày xưa lắc xưa lơ. Xin giới thiệu cho các bạn, đây chính là Chiron thời phiên bản đầu tiên luôn nè mọi người. Oh my god, rất là lâu luôn rồi đó. Cũng là Chiron xưa nhưng mà là xưa mới. Đây bây giờ, để bây giờ tôi gỡ cái bộ đồ ra, đây chính là ba phiên bản Chiron của mình nè mấy bạn ơi. Đó, trời ơi. Đó, đây là ba phiên bản Chiron của tôi đó. Rồi bây giờ tiếp theo nè các ơi. Chiron đây. Đây, xin mời anh Chiron người sói. À đâu, nhưng mà nói chính xác hơn là cái anh em người sói cùng với Siro. Đúng vậy, chính xác luôn chị gái ơi. Đúng. Đúng rồi, bên này là quen Thỏ Sai Ca. Thỏ Sai Ca đó mình ơi. À vậy hả? Không, bên này là Thỏ Sai Ca. Hai bên đều là Thỏ Sai Ca, nhưng mà bên phải là Thỏ Sai Ca nâng cấp, chị hiểu không? Đó, phiên bản nâng cấp nó khác. À, đã nâng cấp rồi. Đây, còn đây là... anh hoàng tử phản diện. Đúng, anh hoàng tử phản diện trong series của Simmy đó. Ok, còn đây là Chiron tha hóa, còn đây là Chiron trong series 100 ngày. Cũng là 100 ngày zombie. Wow, ok các bạn ơi, và đây là hầu như tất cả những cái skin của mình từ 2017 tới 2023. Nếu mà bạn nào mà nhớ được tên của nhân vật nào thì đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì đến với căn hầm tiếp theo rồi, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với căn hầm tiếp theo đó các bạn ơi, let's go. Mở xem nào. Wow. Oh my god, đây chính là căn hầm mà của Simmy, nhưng mà Simmy thời hồi xưa lắm đó mọi người, bạn ơi, xà lắc xà lên luôn nè. Oh my god, that's so cute. Wow, đây mình thề với các bạn luôn là các bạn không thể nào mà kiếm được những cái hình ảnh của Simmy trong cái căn hầm này bây giờ nữa đâu các bạn ơi, bởi vì mình là người lưu lại những cái tấm hình này từ xa xưa tới giờ luôn rồi, nên là bây giờ kiếm lại rất là khó luôn á. Đây bây giờ coi hình này của Simmy hồi xưa nè, chúc đào còn để Hello Kitty rồi nữa, dễ thương quá vậy. Cái chữ là cái phong chữ còn sai nè, cái phong chữ nó còn bị lỗi nữa nè. Đó, còn hình tiếp theo là Simmy chu mỏ. Ủa dễ thương mà. Dễ thương, ok. Rồi đây là Simmy, đây là hình như Simmy thời 2016 2017 sao các bạn ơi, khá là lâu rồi đấy, 5-6 năm trước luôn rồi đó. Ok, còn hình bên đây của Simmy vẫn tiếp tục là Simmy chu mỏ. Ê, có Sim còn vẽ con mèo lên nữa nè, giống mèo Simmy dễ sợ luôn á. Ê mọi người sao không đổi qua. Ủa dạ, tôi phát hiện ra là sao Simmy lúc nào ông kiểu chu mỏ này, xong rồi kiểu mà má kiểu cho bản ngày xưa, cái kiểu cho bản ngày xưa. Cái kiểu chụp ảnh hồi xưa nó là vậy á chị không biết hả? Trời ơi, Camu hồi xưa không biết chụp hình nè. Đó, hình này là nhà quên. Hình này là Simmy với Sammy nè các bạn ơi. Wow. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây chính là Simmy và Sammy. Và hình này hình như theo tôi nhớ là cũng khoảng 7 năm trước rồi các bạn ơi. Khá là lâu rồi đó. Không phải chứ, tại sao tự nhiên có ác quỷ mà cái mắt của Sam bị che ấy? Cái kiểu chỉnh hình đã, cái kiểu hả? Cái kiểu chỉnh hình hồi xưa. Không phải gì, tại em chụp ảnh mà mắt em xấu, em che. Rồi mắt em bị lắc hả chị á, để em chụp mắt chưa mở ra nên phải che lại chị quá, xấu quá. Ok, và đây chính là căn hầm của Simmy từ những cái bức hình từ xa xưa tới bây giờ luôn các bạn ơi. Còn bây giờ chúng ta đến với căn hầm tiếp theo thôi. Let's go. Tiếp theo là mắt Chiron nè. Đi ra nào. Ui ôi, hình cái này. Ui trời ơi, mọi người ơi. Simmy. Sao Sim giấu bờ trong đây quá trời vậy? Đây là hệ thống bảo mật của tôi, hiểu không? Ai mà mọi gì tao phá tao xạo tao ném bom. Hơ, mình né cái này ra mọi người, né ra. Mình bấm vô thế này hả? Ê! Chạy. Ok, ở đây mình thấy có cái căn hầm ở bên dưới đây của Simmy. Tôi thấy ai đó vẫn ấn cái nút đây vậy trời. Ai vậy? Tới đây mọi người, tới đây nè. Bây giờ tôi nghe tiếng đùng rồi đó. Nghịch lắm, tôi nghe cái tiếng cái đùng rồi đó. Đi xuống đây nè. Wow, trời ơi các bạn ơi, thì ra đây chính là cái chiếc hầm siêu xe của Simmy hả? Trời ơi, Simmy ra Sim sở hữu mấy chục chiếc xe màu xanh luôn, ghê vậy Sim. Ủa Sim ơi, sao Sim sở hữu cả xe cứu thương vậy? Sim sở hữu cái hỏa xe hữu ấy luôn hả? Không biết cả xe đắt không luôn á. Trời
em nói gì nghe. Sim sở hữu cái xe này á, là để á, phòng ngừa là trong làng mình có chuyện gì xảy ra Sim còn á, có thể sử dụng tới, hiểu không? Đó nó là vậy đó. Ủa sao bên này có xe công an à? Ủa có xe cảnh sát ở đây đó Sim là xe. Mình sưu tập xe bởi vì nó đẹp, phải không? Cảnh sát không đẹp mà. Đúng rồi, dạ dạ. Đẹp rồi. Không xe mua nhà thì lên xe mua nhà. Đó bà báo được đó, bà báo được đó. Trời ơi, bà chạy kìa, trời ơi. Ok, nói chung là đây chính là những một số những cái căn hầm thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với căn hầm cuối cùng, cũng là cái căn hầm đặc biệt nhất trong ngày hôm nay. Đi thôi mọi người ơi, get go. Mình hồi nãy giờ thắc mắc lắm rồi các bạn ơi, tại sao có một cái căn hầm bí mật và nó được đặt ở trên đây? Chẳng lẽ là căn hầm bí mật này có cái gì bí hiểm lắm nên nó được đặt ở trên đây đúng không ta? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong đây để khám phá căn hầm bí mật cuối cùng của Simi là gì nha. Đi đâu nào mọi người, let's go. Không phải chứ, mà làm gì mà nó cao đến mức ghê chứ thầy trời. Ok, leo lên. Okay, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Ok. Trắng trong đây là kho báu. Wow. Tự nhiên vô đây tìm kho báu vô lại được ăn cơm chó. Phong, wow. Câu nãy Phong nói hợp lý á. Em vừa đến đây cả em nói câu gì là thôi dẹp đi, đúng vậy, dẹp đi, đi đi ba. À, trời ơi, đi về, chạy, chạy ai đi. Trời ơi, xuống đây chị gái ơi. Cái hầm này là cái hầm đặc biệt của người ta lưu giữ lại mà. Ui trời ơi các bạn ơi, đây chính là những cái bức hình mà lần đầu tiên mình qua Huế luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, còn cái hình ôm nhau nữa nè. Không biết là các bạn nào nhớ cái khoảnh khắc này không ta. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà nhớ thì đừng quên like video này cũng như bình luận cho mình biết luôn nha. Và đây chính là cái tấm hình đầu tiên mình với Simi chụp chung nha. Ôi, ôi, mày làm gì không? Trời ơi, cái hình này là cái hình đầu tiên của mình với Simi mà. Trời ơi, bà Mùi, Mùi nha, chị ơi. Chị làm gì vậy? Hình bên đây là sách tôi vậy, cái hình bên đây là sách tôi vậy. Ui, sao cái thời này, bạn nhìn nè, cái thời này của mình là mình đúng ốm luôn á phải không? Trời ơi, thời này của mình đúng ốm luôn á. Nhưng mà nhìn trẻ trâu bạn ơi. Ờ, đúng rồi, nhìn nó trẻ trâu, không có được trưởng thành như bây giờ các bạn ơi. Đây, suy nghĩ các bạn. Đây là mình với là Sim nè, lần đầu tiên mình chở Sim đi chơi Racing Boy ở Huế nè các bạn. Đó, lần đầu tiên mình chở Sim đó. Lần đầu tiên Sim, mình với Simi. Sim chắc lúc đấy cũng sốc lắm, lúc đấy cũng sợ. Hy vọng là không bay. Chứ còn gì nữa chị. Trời ơi, đây là hình của em với Sim lần đầu tiên đi sự kiện YouTube này, chị thấy không? Ghê chưa? Cái này cao lắm quá vậy. Ôi, tự nhiên mình thấy đợt này mình ốm nhôm nè, mình còn cao nữa các bạn ơi. Còn ở đây là cái gì ta? Hình nhìn cũng đẹp trai ha, còn bây giờ lạ. Cái gì? Bây giờ sao? Chị nói bây giờ sao? Bây giờ cũng đẹp trai. Bây giờ cũng đẹp trai nhưng mà không bằng ngày xưa. Chị nói gì vậy? Chị nói gì vậy? Trời, chị nói gì? Mất quan điểm gì vậy? Mất đi trời, mất quan điểm, nó đau lòng thiệt sự luôn á. Ok, và đây chính là những cái tấm hình mà mình với Simi lần đầu tiên chụp chung với nhau á các bạn ơi. Không biết là các bạn nào nhớ những cái kỷ niệm này hay không thì các bạn đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, và có lẽ là video của mình tới đây đã kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share và nút subscribe. Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để cập nhật những video mới từ kênh của mình luôn nha. Và cũng đừng quên ủng hộ cho những thành viên của Heo Team nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Peace. Bye bye. Đằng trước kìa cái gì không đập bác không.